Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Và hôm nay thì em Hoàng sẽ không review hay là không gửi đến mọi người những sản phẩm về DAC nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một cặp loa. Và đây là cặp loa em đã dùng để test nhạc cho mọi người trong cái thời gian vừa rồi. Nếu mọi người có để ý hay là thường xuyên theo dõi các cái video clip của em thì đều sẽ thấy em sử dụng cái cặp loa này. Và nếu mọi người đam mê âm thanh thì chúng ta đều biết rồi, âm thanh thì luôn luôn là để trải nghiệm, để thay đổi. Chính vì vậy nên là trong một cái thời gian vừa rồi thì em đã quyết định là sẽ nâng cấp lên một cái dòng loa tốt hơn để phục vụ cho cái khẩu vị nghe nhạc, cũng như là để giúp cho mọi người có những cái trải nghiệm mới mẻ hơn trong âm thanh khi mà theo dõi kênh YouTube của Bảo Tín Audio. Nên là trong cái video clip này thì em Hoàng xin phép sẽ được thanh lý cho mọi người cặp loa Beega Classic 7.0 này nha mọi người. Và đây là một thương hiệu loa rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ nha mọi người. Với dòng Beega này thì chúng ta sẽ thấy là hãng còn một vài mẫu nữa, ví dụ như là Beega Classic 5.0 hay là Classic 3.0. Còn với 7.0 này thì là một cái dạng ở phân khúc cao hơn. Giá niêm yết từ hãng trên thị trường sẽ dao động khoảng độ là trên dưới 55 triệu đồng nha mọi người. Tuy nhiên thì vì là một dòng loa mà em đã trải nghiệm rồi, và khi mà em mua là em mua mới trực tiếp nha mọi người, nên là chắc chắn là sản phẩm sẽ còn nguyên zin, còn thùng xốp và rất là mới. Đấy, trong cái video này thì em sẽ quay để cho mọi người thấy rằng là cái ngoại hình của nó mới như thế nào. Đấy, gần như là mới đến 97-98%. Và e-căng cũng còn rất là nguyên vẹn nha mọi người. Hãng này thì sử dụng cho chúng ta là một cái e-căng nhựa rất là đẹp, và sẽ không dùng các cái khuy cài như các cái dòng loa khác mà chúng ta sử dụng e-căng là có nam châm. Đấy, với cái màng e-căng rất nguyên vẹn và không có dấu hiệu chảy xước hay là rách gì nhá mọi người. Đó, khi mà chúng ta sử dụng thì với những cái e-căng như thế này thì mọi người sẽ không cần phải cài nút lại, mà chúng ta chỉ cần đặt phía trước mặt loa là hệ thống nam châm sẽ tự động hút chắc luôn vào với cái thân loa luôn nhá mọi người. Và khi nào mà chúng ta nhấc e-căng ra thì chúng ta chỉ cần nhấc nhẹ nhàng thôi, vì là nam châm nên là cái thao tác cũng sẽ rất là mượt mà và không có lo đến vấn đề là ảnh hưởng đến e-căng hay là ảnh hưởng đến cấu hình loa bên trong. Và mọi người nhìn khi mà em đặt cái e-căng này vào phía loa thì cảm giác đặt rất là nhẹ nhàng. Đấy, sẽ tự hút vào, sẽ rất là chắc chắn, và khi mà loa chơi ở các cái thể loại nhạc rung thì sẽ không ảnh hưởng đến cái vấn đề là e-căng bị bung ra ngoài nhé mọi người. Và cấu tạo của Classic 7.0 này là một dạng loa 2,5 đường tiếng. Chúng ta sẽ dễ dàng thấy luôn hai bát 18 bên cạnh, cùng với một chép mành rất là đẹp. Đây là một thiết kế độc quyền của hãng Beega này. Đó, và khi mà chúng ta sử dụng thì chép mành này sẽ chịu trách nhiệm xử lý các cái giải cao, đi kèm với đó là giải trung cao. Còn bên dưới là chiếc bát 18 để đảm bảo cho chúng ta một cái giải trầm có cái độ ổn định rất là cao. Và màng loa thì thiết kế rất là mềm, nên là cho chúng ta một cái độ rung rất là tốt, đảm bảo cho chúng ta các cái giải trầm được đánh sâu hơn. Và màng loa là cao su rất là mềm mại, nên là bát sẽ không hề bị thô, bị cứng một chút nào. Đấy, và mọi người thấy là khi mà em tháo cái e-căng ra thì cái ngoại hình của loa gần như là mới tuyệt đối. Đó, ngoài một bát ở dưới ra thì chúng ta có một bát ở giữa nữa. Với cái một loa bát này thì sẽ đảm nhiệm cho chúng ta cả giải trầm lẫn giải trung thấp, để kết hợp hài hòa với giải trung cao khi mà chúng ta có ở trên cái chép mành này. Đó là cấu tạo của các cái dạng loa 3 đường tiếng. Còn về ngoại hình các nước sơn thì mọi người thấy rằng là loa được thiết kế dựa trên một cái nước sơn piano rất là đẹp, rất là bóng, nhìn như gương luôn đấy mọi người. Nếu mà em quay thẳng camera thì mọi người sẽ nhìn thấy luôn cả, rất là sáng bóng. Đây là cái thiết kế full rất là đẹp. Sơn này thì mọi người thường thấy ở những cái đàn piano, tạo cảm giác sang trọng, và mọi người có thể nhìn thấy ngay từ cái hình ảnh phản chiếu trên cái video này. Đấy, phản chiếu qua loa luôn, với cái nước sơn trong như là gương luôn. Và chúng ta để ý rằng là những cái nước sơn như thế này thường sẽ nằm ở những cái dòng loa chất lượng cao một chút. Đó, và bên dưới là chúng ta sẽ có một cái chân kê rất là chắc chắn. Khi mà chúng ta đặt vào thì các cái chân kê này sẽ bám toàn bộ vào với nền nhà hay là sàn của chúng ta, để cho âm thanh khi mà phát ra thì được cảm giác chắc chắn nhất và không bị rung chấn ảnh hưởng đến cái màu sắc âm thanh của chúng ta nhé. Về kích thước và ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy rằng là Beega Classic 7.0 là một dòng loa cột. Đấy, chúng ta sẽ thấy có kích thước chiều cao lên đến là 104 cm, có nghĩa là hơn 1 m một chút, với kích thước bề ngang phía trước là 23 cm. Đấy, còn độ sâu của loa, tức là chiều sâu khi mà chúng ta đặt vào, là 32 cm.
Và với cái cấu hình này thì mọi người hoàn toàn có thể đặt phù hợp vào với cái không gian phòng sẽ đẹp nhất. Theo như em nghĩ thì nó sẽ dao động vào khoảng độ từ 30 cho đến 45 mét vuông, thì là một cái không gian phòng lý tưởng để chúng ta sở hữu cái cặp loa này. Và với cái kích thước như vậy thì loa Piaga Classic 7.0 đến từ Thụy Sĩ này cho chúng ta một cái công suất đề xuất là từ 20 cho đến là 250W. Đó, với cái độ nhạy ở đây là 91 dB, thì gần như là Piaga Classic 7.0 này có thể là trải nghiệm hay là chơi mượt mà với tất cả những cái mẫu âm ly mà chúng ta có trên thị trường rất là dễ dàng. Đó, và trở kháng sẽ là 4 ohm nha mọi người. Đấy, mọi người có thể chơi ở trở kháng 4 ohm hoặc 8 ohm tùy vào mọi người. Và cái tần số đáp ứng ở đây mà con loa này có thể đáp ứng được cho chúng ta đó là từ 34Hz cho đến là 40kHz nha mọi người. Một cái dải tần số rất là rộng mà đôi loa này có thể thể hiện được. Và với cái nhu cầu như vậy thì mọi người sẽ hoàn toàn thể hiện được các cái dòng nhạc vocal. Đấy, các cái dòng nhạc nhẹ, trữ tình, hay thậm chí là đem chơi những cái dòng nhạc remix, nhạc có tiết tấu nhanh, thì Piaga Classic 7.0 vẫn có thể đáp ứng được cho mọi người. Đó cũng chính là lý do mà em mua cái đôi loa này về để trải nghiệm. Bởi vì em là một người phân phối DAC, những cái sản phẩm nghe nhạc, nên là em muốn có cho mọi người nhiều cái màu sắc trải nghiệm về đầu giải mã hơn. Nên là chúng ta cần một cái đôi loa có thể thể hiện được nhiều các cái thể loại nhạc khác nhau. Đó là Piaga Classic 7.0. Và nếu mọi người là một fan nghe nhạc trung lập thì tao hoàn toàn có thể là tham khảo đến dòng loa này. Phía sau của cặp loa này thì được trang bị một lỗ thông hơi với đường kính sẽ khoảng độ 8cm và được đặt ở phía dưới của loa. Và đây cũng chính là cái điểm nhấn để giúp cho dòng loa Piaga Classic 7.0 này được đánh giá là có tiếng bass nội lực sâu và rất là mạnh mẽ nha mọi người. Bên dưới của lỗ thông hơi thì ta sẽ có hệ thống cầu loa được thiết kế mạ vàng rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Và cầu loa này thì mọi người sẽ sử dụng rắc bắp chuối, càng cua hoặc là mỏ chim đều được. Và nếu không sử dụng bắp chuối thì ta có thể vặn ra để cài càng cua hoặc là cắm mỏ chim vào lỗ ở bên trong cái cọc loa này. Ngoài ra thì một cái cách thiết kế rất là hiện đại giúp cho Piaga Classic 7.0 này ta có thể chơi ở dạng đánh ở cầu BY hoặc là BM đều được cho mọi người. Điều này thì sẽ hỗ trợ cho người chơi nhạc chúng ta có thể là xây dựng một cái cấu hình bộ dàn đa dạng hơn và có thể phối ghép một cách linh hoạt hơn, rất là hiện đại. Và hai chiếc loa này sẽ có số series thứ tự lần lượt là 7644 và 7645 nha mọi người. Và em nghĩ rằng là con số này sẽ tượng trưng cho thứ tự sản xuất của cái đôi loa này. Có nghĩa là nó có thể là chiếc loa thứ 7644 và 7645 được sản xuất ra thị trường thế giới. Đấy, bên cạnh thì sẽ có chứng chỉ xuất châu Âu, châu Mỹ và tên logo là Piaga. Bây giờ thì em Hoàng sẽ tiến hành phối ghép đôi loa này vào bộ dàn để mọi người cùng trải nghiệm cái khả năng tái tạo cực kỳ tốt của phiên bản Piaga Classic 7.0 này nhé mọi người. Xanh bay mơ màng
đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hôn hoa, lòng dạ thương nhớ nhớ đến tôi lóng không đi tìm con. Và vừa rồi là chúng ta đã cùng khám phá trải nghiệm sơ lược về một cặp loa đến từ Thụy Sĩ, Beega Classic 7.0. Và nếu mọi người muốn quan tâm đến thông số chi tiết hơn hay là các cái thông tin kỹ hơn về sản phẩm loa này thì mọi người có thể là truy cập vào website, trên các cái diễn đàn thì đều có rất là chi tiết về cái dòng loa này, bởi vì dòng loa này cũng khá là nổi tiếng ở trên thị trường. Và em cũng sẽ để giá tham khảo cho mọi người, vì đây là dòng loa đã qua sử dụng rồi nên là giá sẽ tốt hơn khi mọi người mua mới rất là nhiều, mà cái độ mới của nó có thể lên đến là 95-97%. Nếu mọi người quan tâm thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại là 0826 110011, em có để trên góc màn hình nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.